không có bắt buộc em phải mua bất kỳ thứ gì hết đâu. Nhưng mà em biết cái gì chưa? Em sẽ không chỉ là tham quan thôi đâu đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay em sẽ làm việc thật là chăm chỉ, đừng có lo. Cầm cái lau nhà lên và lau nhà cho đàng hoàng đi. Bảo trọng con gái của ba. Ba xin thông báo, vài ngày tới hoàng gia sẽ tổ chức một đại yến tiệc để hoàng tử kén vợ. Ai cho mày đi dự tiệc? Chị đói muốn chết luôn rồi nè. Mình sẽ ăn đứa nào trước đây? Tất cả mọi người chuẩn bị tới cắm song sắt. Làm ơn kiên nhẫn một chút đi, tại chân của tôi bị sưng, chị hôm qua tôi ăn nhiều quá thôi à. Màu vô con nhỏ đôi vô đây lại can cho ta.